anh đấy. Tôi không thích anh. Thì hôm nay thì anh cũng có món quà 20 tháng 10 hơi muộn, nhưng mà anh cũng mong rằng em sẽ nhận cái món quà này của anh. Sao tôi phải nhận quà của anh? Anh yêu em lâu lắm rồi nhưng mà anh chưa có dịp muốn, anh chưa có dịp bày tỏ cho em nhân dịp hôm nay. Anh nói em những cái đấy mà anh cũng ngại à? Anh nhìn lại mình xem, quần áo thì rách dưới, mặt mũi chẳng ra sao, đi còn đi quê. Anh biết tiền anh không có, nhưng mà tình cảm của anh có rất nhiều. Nếu mà em sẽ lấy anh, em sẽ được hạnh phúc. Con gấu này anh sẽ dành, đã dành giúp bao nhiêu tiền để anh mua để tặng em. Nhân ngày này anh tặng em. Anh hy vọng là em sẽ nhận cái món quà của anh. Tôi không thích anh mang ra cho anh. Em mới quyết định là không nhận quà của anh à? Sao tôi phải nhận quà của anh? Mà tại sao? Anh nhìn lại bản thân mình đi. Em vẫn không lấy à? Nhìn thì chẳng làm sao mà nói ra như thế đấy. Anh không thấy mình không đủ tư cách để nói ra như thế à? Em vẫn quyết định không yêu anh à? Tôi không thích anh, tôi không phải nói 30 lần nữa. Con chó này bây giờ. Tao hỏi bây giờ mày yêu không? Đặt mẹ vào tay được, yêu không? Có yêu không? Lên xe. Để ta phải điên lên.